Tại sao điều trị mụn mãi không hết? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mà các bạn điều trị mụn nó không bớt. Thứ nhất là do mình đang điều trị sai phác đồ chẳng hạn. Ví dụ như phác đồ điều trị của các bạn có thể là nó không đúng với lại, tức là đánh giá ban đầu nó không được đúng. Thứ hai nữa là đang điều trị đúng rồi nhưng mà cái skin care tại nhà hoặc là cái gọi là tuân thủ trong quá trình điều trị tại nhà của mình nó không được tốt. Các bạn về nhà các bạn vẫn thức khuya, các bạn vẫn stress, các bạn vẫn căng thẳng, các bạn vẫn ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ, nhiều đồ ngọt, nhiều sữa, nhiều đường, hoặc là các bạn vẫn không tẩy trang kỹ càng chẳng hạn. Các bạn vẫn đi ra ngoài đường mà không có đồ che chắn thì cái việc mà điều trị mụn của các bạn gần như là vô nghĩa, tại vì cái nhân mụn mới nó vẫn liên tục hình thành, nó vẫn sinh lên liên tục. Cho nên là mình phải kiểm soát hết tất cả những yếu tố làm cho bạn hình thành nhân mụn mới. Mụn là một cái tình trạng bệnh mãn tính, tức là các bạn xác định là nó sẽ bị từ ngày này qua ngày nọ nhưng mà nó sẽ thoái lui tại một thời điểm. Nếu như mình có một cái phác đồ điều trị ổn, skin care ổn thì cái tình trạng mụn sau này của bạn chỉ là một hai cái thôi, nó không đáng kể nha. Đến Kang U cho làn da đẹp thăng hạng nhan sắc.